Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Giáo gian Alberto Fernandez bán linh hồn cho Planned Parenthood để lấy hàng triệu đô la. Theo thông tấn xã Catholic News gọi tắt là CNA, trong một bài được công bố vào thứ Tư ngày 30 tháng 12, chỉ vài giờ sau khi việc phá thai được hợp pháp hóa bởi Thượng viện Á Căn Đình, một trong những chi nhánh quốc tế của Planned Parenthood, Liên đoàn Planned Parenthood khu vực Tây Bán Cầu gọi tắt là IPPFWHR, khoe khoang về việc đã tài trợ rất lớn cho các chính trị gia và các phương tiện truyền thông ở quốc gia Nam Mỹ này để thúc đẩy hợp pháp hóa phá thai. Bài ăn mừng trên trang web IPPFWHR mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống Á Căn Đình Alberto Fernandez, người đã đưa ra luật phá thai và nhiều lần bác bỏ những lo ngại rằng luật này trên thực tế đã được thúc đẩy bởi các tổ chức quốc tế như Planned Parenthood và Father Nation hơn là ý chí của người dân Argentina. Theo một cuộc khảo sát tháng 11 năm 2020 do nhà thăm dò độc lập Jacobi & Associados thực hiện, 60% người Á Căn Đình phản đối luật, trong khi chỉ 26.7% ủng hộ. Thượng viện Á Căn Đình vừa bỏ phiếu để hợp pháp hóa phá thai đến 14 tuần. Đây là một khoảnh khắc lịch sử đối với khu vực của chúng ta. Hoan nghênh các đối tác đáng kinh ngạc của chúng ta tại Á Căn Đình và cơ man các nhà hoạt động và các tổ chức đã hình thành nên làn sóng xanh, IPPFWHR tuyên bố. Bài báo cũng tiết lộ rằng IPPFWHR đã nuôi dưỡng một hệ sinh thái gồm các tổ chức và nhà hoạt động vì nữ quyền trong hơn 15 năm, góp phần tạo nên ngày hôm nay. IPPFWHR hỗ trợ trực tiếp 7 đối tác ở Á Căn Đình. Họ lần lượt cấp vốn cho 20 tổ chức cơ sở khác trên khắp đất nước. Họ đã liên kết với nhau xung quanh các hoạt động chia sẻ, chẳng hạn như vận động với các nhà hoạch định chính sách và bảo đảm các chiến dịch truyền thông ủng hộ quyền phá thai được nêu rõ trong các bài diễn thuyết công khai. Họ cũng đang tích cực lập kế hoạch làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho việc thực thi luật mới. Sau khi Thượng viện Á Căn Đình thông qua luật phá thai tại quê hương của Đức Giáo Hoàng, giáo gian Alberto Fernandez tuyên bố Hoy e medio dia de mi vida, nghĩa là hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tuyệt vời ở đây có thể là ước muốn mãnh liệt tàn sát các thai nhi đã thành hiện thực. Nhưng với tuyên bố của Liên đoàn Planned Parenthood, khu vực Tây Bán Cầu, thì có lẽ tuyệt vời là vì ngày hôm nay hàng triệu đô la đã chảy vào tài khoản của giáo gian Alberto Fernandez. Tổng thống Brazil Bolsonaro chỉ trích việc Á Căn Đình hợp pháp hóa việc phá thai. Trong một thông điệp ngắn được đăng trên tài khoản Twitter của mình, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã chỉ trích quyết định của Thượng viện Á Căn Đình về việc hợp pháp hóa việc phá thai và thề rằng việc phá thai sẽ không bao giờ trở thành hợp pháp ở Brazil, quốc gia Mỹ Latin lớn nhất dưới thời ông làm Tổng thống. Tôi vô cùng tiếc thương cho cuộc sống của những đứa trẻ Á Căn Đình, giờ đây đã bị giết từ trong bụng mẹ chúng với sự đồng ý của nhà nước. Chừng nào tôi và chính phủ của tôi còn nắm quyền ở quốc gia này, việc phá thai sẽ không bao giờ được chấp thuận trên đất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn chiến đấu để bảo vệ cuộc sống của những người vô tội, ông Bolsonaro tweet. Một luật phá thai mới đã được Thượng viện Argentina thông qua vào thứ Tư ngày 30 tháng 12. Luật mới trên thực tế sẽ cho phép phá thai bất cứ lúc nào cho đến khi sinh và không có điều khoản nào về việc bảo vệ em bé nếu em ấy sống sót sau một lần phá thai muộn. Hình ảnh ngày đầu năm tại Tokyo, Nhật Bản. Kính thưa quý vị và anh chị em, cho đến khi chúng tôi thực hiện chương trình này, tử vong tại Nhật Bản đã lên đến 3.460 người chết trong số 234.395 trường hợp nhiễm coronavirus. Trong 24 giờ của ngày thứ Năm 31 tháng 12, có 3.476 trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận
và 65 người chết vì COVID-19. Số người chết vì tự tử do mất công ăn việc làm, hụt hặc trong gia đình trong thời gian bị cô lập vì COVID-19 gấp 5 lần con số những người chết vì virus tàu độc địa này. Kinh tế khó khăn là cảm nhận chung của người dân Nhật. Tiền mướn nhà đã tăng nghi ngút trong năm 2020 vì các hạn chế liên quan đến số người có thể cư ngụ trong một mái nhà mà không có cùng huyết thống. Đó là lý do tại sao có một con số đông đảo người đến đền Meiji ở Tokyo để cầu phúc cho năm mới trong một quốc gia hầu như vô thần. Nhật Bản là đất nước đã có đến 434 vị tử đạo đã được tuyên phong và hàng trăm ngàn các vị tử đạo chưa được biết đến. Nhưng giờ đây, 99% dân số là vô thần. Sau Thế chiến thứ hai, đứng trước những tàn phá kinh hoàng của chiến tranh, chủ nghĩa hiện sinh phát triển rất mạnh. Trong các nước trên thế giới, Nhật Bản được kể là quốc gia nơi chủ nghĩa thế tục được coi là khủng khiếp nhất. Đa số người dân Nhật không có bất cứ một niềm tin tôn giáo nào. Theo tin tưởng chung, xã hội Nhật có thể coi là một xã hội duy vật chất, thậm chí nói được là vô đạo. Cuộc điều tra của Viện Gallup vào năm 2006 cho thấy 70% dân số Nhật không có một niềm tin tôn giáo nào. Trong 30% còn lại, 15% xưng mình theo thần đạo, 75% xưng mình là tín hữu Phật giáo. Nhưng trong thực tế, niềm tin tôn giáo không có mấy ảnh hưởng đến các quyết định trong cuộc sống hàng ngày. Điều này thể hiện rõ trong xu hướng tự tử tăng mạnh trong thanh niên và những người già cả. Phá thai được dùng như cách thức kiểm soát sinh sản và một tình trạng tổng quát của một cuộc sống không chút hy vọng. Vatican tái khẳng định câu chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Amsterdam không có nguồn gốc siêu nhiên. Giáo phận Haarlem, Amsterdam của Hà Lan đã khẳng định phán quyết bác bỏ của Vatican đối với các vụ được cho là Đức Mẹ hiện ra vào giữa thế kỷ 20 ở Amsterdam. Những lần hiện ra này đã hình thành nên phong trào tôn sùng Đức Mẹ dưới danh hiệu Mẹ của mọi dân nước. Phong trào này đã lan rộng ra ngoài biên giới của Hà Lan. Theo Đức cha Jan Hendrik, giám mục bản quyền của giáo phận Haarlem, Amsterdam, Đức Mẹ có thể được tôn kính với danh hiệu Mẹ của mọi dân nước. Nhưng điều này không nên được trình bày như một sự công nhận các cuộc hiện ra và các thông điệp liên quan đến các cuộc hiện ra này. Ngài bày tỏ quan điểm trên trong một tuyên bố hôm 30 tháng 12. Bà Ida Piedemann sinh năm 1905 và qua đời năm 1996, tuyên bố vào thập niên 1970 rằng Đức Maria đã hiện ra với bà nhiều lần và đưa ra các thông điệp từ năm 1945 đến năm 1959. Bà cũng tuyên bố rằng Đức Maria đã yêu cầu bà viết thư cho Đức Giáo Hoàng và yêu cầu Ngài ban hành tín điều Đức Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc, đấng trung gian và đấng biện hộ. Trước những biến cố cho rằng đã thấy những thị kiến riêng, Giáo hội luôn có những cuộc điều tra để có thể kết luận là constat de supernaturalitate, tính chất siêu nhiên được chứng thực, hay non constat de supernaturalitate, tính chất không siêu nhiên được chứng thực. Nói nôm na là do người ta nghĩ ra, không phải là thật. Phong trào tôn sùng Đức Mẹ dưới danh hiệu Mẹ của mọi dân nước ở Hà Lan, một quốc gia rất nhạt đạo, đã làm bùng lên nhiều hy vọng cho giáo hội địa phương. Cho nên một phán quyết liên quan đến các thị kiến của bà Ida Piedemann cần phải được suy xét hết sức cẩn thận. Sau một thời gian dài nghiên cứu một núi khổng lồ các tài liệu liên quan đến vấn đề này, tất cả các thành viên của một ủy ban do Bộ Giáo lý Đức Tin hình thành đã kết luận rằng các cuộc hiện ra được bà Ida Piedemann báo cáo là non constat de supernaturalitate, nghĩa là tính chất không siêu nhiên được chứng thực. Đức cha Hendrik chỉ ra rằng phán quyết của Bộ Giáo lý Đức Tin đã được Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục phê chuẩn vào ngày 5 tháng 4 năm 1974 và được công bố vào ngày 25 tháng 5 năm 1974, đã bác bỏ tính chất siêu nhiên của các cuộc được cho là hiện ra này. Ngoài ra, phán quyết còn đòi hỏi và vẫn còn đòi hỏi một chỉ thị chấm dứt mọi hoạt động quảng bá về những lần hiện ra và các thông điệp do bà Ida Piedemann đưa ra. Phong trào cổ võ các thông điệp của bà Ida Piedemann đã bùng phát trong thời gian gần đây
khi Hà Lan trải qua trận đại dịch coronavirus kinh hoàng. Tính đến ngày 2 tháng Giêng, tử vong tại Hà Lan đã lên đến 11.565 người, trong số 813.765 trường hợp nhiễm coronavirus. Đó là những con số thương vong kinh khủng đối với một quốc gia chỉ có 17.280.000 dân. Theo Đức cha Jan Hendrik, tình hình trở nên phức tạp vào năm 2002 khi vị tiền nhiệm của ngài là Đức cha Joseph Pan công nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra. Ngài khẳng định cho đến nay chỉ có một tuyên bố duy nhất vào năm 1974 đã được biết đến. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Catholic Newsblad, một thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng Đức cha Pan đưa ra quyết định này mà không có sự chấp thuận của Vatican. Sau khi tham khảo ý kiến với Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức cha Hendrix đã đưa ra tuyên bố vào ngày 30 tháng 12. Ngài lưu ý rằng danh hiệu mẹ của mọi dân nước tự nó có thể chấp nhận được về mặt thần học. Ngài viết, việc cầu nguyện với Đức Maria và nhờ sự truyền cầu của Đức Maria, mẹ của các dân tộc chúng ta, sẽ giúp ích cho sự phát triển của một thế giới thống nhất hơn. Trong đó tất cả đều nhận mình là anh chị em với nhau. Tất cả đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, cha chung của chúng ta. Đức cha nhấn mạnh rằng, các tín hữu có thể sử dụng hình ảnh mẹ của mọi dân nước và một kinh nguyện được Bộ Giáo lý Đức Tin phê duyệt vào năm 2006. Tuy nhiên, tất cả những điều này không thể hiểu là sự công nhận, dù là hiểu ngầm về đặc tính siêu nhiên của một số hiện tượng trong khuôn khổ mà danh hiệu đó dường như đã được khởi nguồn. Theo nghĩa đó, Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh tính hợp lệ của phán quyết phủ nhận đặc tính siêu nhiên của những cuộc hiện ra và các mặc khải đối với nữ giáo dân Hà Lan Ida Piedemann. Ngài nhìn nhận rằng, nhiều tín hữu có thể cảm thấy bị tổn thương trước phán quyết bác bỏ của Bộ Giáo lý Đức Tin về các cuộc hiện ra. Ngài nói rằng Ngài hiểu sự thất vọng của họ và hy vọng rằng lòng sùng kính ở dạng đã được phê duyệt có thể là một niềm an ủi cho họ. Đức cha Hendrik kêu gọi tất cả những người có liên quan nên tuân theo phán quyết của giáo hội, trong khi tin tưởng rằng Chúa dẫn dắt giáo hội của người và không bao giờ bỏ rơi giáo hội. Và phán quyết ấy chắc chắn không làm tổn thương đến lòng nhiệt thành yêu mến của chúng ta đối với Đức Maria, mẹ của mọi dân tộc. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.